Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo với những tư tưởng sâu sắc về chủ nghĩa xã hội, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đối với bạn bè quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là nhà lãnh đạo truyền cảm hứng đặc biệt bão số 2 hướng vào bệnh Bắc Bộ gây mưa to ở nhiều địa phương. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện yêu cầu các địa phương lên phương án phòng chống bão số 2, phòng chống mưa lũ và sạt lở đất. Bình Định miễn toàn bộ học phí hỗ trợ tiền ăn và tiền thuê nhà trọ cho học sinh trung học phổ thông ở xã đảo Nhân Châu kể từ năm học 2024-2025. Israel lần đầu không kích vào lãnh thổ Yemen. Liên Hợp Quốc và chính phủ nhiều nước cảnh báo đây là bước leo thang nguy hiểm có thể đẩy xung đột tan rộng toàn Trung Đông. Ứng cử viên Donald Trump tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên kể từ sau vụ ám sát hụt cuối tuần trước. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với 85 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, 18 năm liền giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của đảng, nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những công hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp của đảng và của dân tộc ta được tôi luyện trong đời sống cách mạng với tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, gắn kết chặt chẽ giữa kỷ luật với tổng kết thực tiễn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế tục xuất sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách và con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Trong số những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một tiêu biểu là công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hay việc xây dựng, cụ thể hóa các quy chế, quy định trong Đảng đã góp phần to lớn giải quyết những thách thức khó khăn nhất của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Công cuộc đốt lò đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc trong dư luận xã hội, mỗi khi nhắc đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực do Đảng ta khởi xướng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng trực tiếp chỉ đạo từ nhiệm kỳ đại hội 11 đến nay. Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh không quên giọt nước mắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng trong phiên bế mạc hội nghị trung ương 6 khóa 11 ngày 15 tháng 10 Năm 2012, đó là giọt nước mắt đau xót của người chịu trách nhiệm chính trị cao nhất trước Đảng, trước nhân dân khi một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã tha hóa, biến chất. Giọt nước mắt ấy đã trở thành sức mạnh tập hợp, biến thành quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực. Khi mà phát động cái cuộc chiến đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thì tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Dừng rưng nước mắt. Vì sao? Bởi vì ấy, tổng bí thư nói rồi, ta đánh tham nhũng tiêu cực là tự ta đánh vào ta. Đấy, đau lắm, không ai muốn phải đấu tranh với đồng chí đồng đội của mình, không ai muốn kỷ luật đồng chí đồng đội của mình. Nhưng mà chót đã nhúng chàm thì chúng ta phải kiên quyết xử lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ở đây ấy, cái sự xúc động của tổng bí thư nó có cái sự lay động có sức lan tỏa nó làm cho chúng ta không nhụt chí, không chùn bước nhưng cũng không được chủ quan dễ dãi, có như vậy thì mới xứng đáng với nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó. Trực tiếp giữ cương vị Tổng tư lệnh, trưởng ban chỉ đạo, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng nhân dân bước vào cuộc chiến chống tham nhũng với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chỉ tính riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 đến nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kỷ luật 44 tổ chức đảng và 164 đảng viên, trong đó có 13 ủy viên Ban chấp hành Trung ương, 17 nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương và 19 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. 19 ủy viên Ban chấp hành Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị được cho thôi giữ chức vụ. Thực tiễn này, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù rất đau xót nhưng đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta đã phát động cái cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng này nó sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Tôi tin rằng với cái xu thế hiện nay thì cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng của Việt Nam chúng ta dưới sự lãnh đạo Đảng không có thể đảo ngược được nữa. Thể hiện rằng là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này không phải chỉ nói không thôi mà làm rất quyết liệt, làm kiên quyết và kiên trì, làm không có vùng cấm không có ngoại lệ cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lần này so với những năm trước đây thời kỳ trước đây cái cuộc đấu tranh này là có hệ thống có quá trình và được chuẩn bị khoa học chặt chẽ không chỉ bằng những hành động trong thực tiễn cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực còn được tổng bí thư nguyễn phú trọng khái quát thành lý luận qua tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Tình, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, cuốn sách là cẩm nang cho những người làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thế hệ trẻ cần phải nhận thức được mình bồi dưỡng cái năng lực, sức đề kháng của mình như thế nào trong khi các thế lực thủ địch đã tìm mọi cách phá hoại cái công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Thế thì thông qua cái cuốn sách này, thế hệ trẻ sẽ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với đất nước, đối với dân tộc như thế nào, cần phải rèn luyện như thế nào, cần phải bồi dưỡng năng lực của mình như thế nào để xứng đáng là người chủ đang và sẽ còn là chủ tương lai của đất nước. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được tiến hành song song với công tác cán bộ. Với mục tiêu vừa giữ nghiêm kỷ cương, vừa thể hiện rõ tính nhân văn từ nhiệm kỳ đại hội 11 đến nay, đảng ta đã ban hành nhiều quy định cụ thể. Trong đó, việc cho thôi miễn nhiệm được quy định tại quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa 13 là một trong những dấu ấn nổi bật có tính đột phá trong việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng có thể khẳng định chưa bao giờ đảng ta có hệ thống văn bản đồng bộ và toàn diện liên quan đến công tác cán bộ như hiện nay những văn bản này cùng với các văn bản đã có trước đó tạo nên một trình thể hệ thống các văn bản của đảng nhằm trình đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ Kết quả đó là sự cống hiến đầy tâm huyết trách nhiệm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt gần 3 nhiệm kỳ. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ rõ. Trong các cái đánh giá tổng kết của các kỳ đại hội thì các báo cáo chính trị đều nhấn mạnh một điều là điểm yếu nhất của chúng ta vẫn là tổ chức thực hiện mà muốn tổ chức thực hiện tốt thì phải có một cái thể chế cực kỳ hoàn thiện tốt ban chấp hành trung ương dưới sự lãnh đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng hoàn thiện những quy định những quy chế những định chế trong hoạt động của đảng từ nguyên tắc tổ chức này cách thức làm việc này của các cấp ủy cho đến các tổ chức hoạt động cái mối quan hệ với các cơ quan tất cả những chuyện đó chính là hoàn thành thể chế hoàn thiện thể chế trong hoạt động của đảng và khi chúng ta có một cái thể chế hoàn chỉnh hợp lý thông minh và đủ hiệu lực thì lúc ấy giờ nó sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường cái vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường cái hiệu quả lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Với những đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, không quá để nói rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng là con người sinh ra để giải quyết những khó khăn, thách thức trong một giai đoạn của lịch sử đất nước. Xin được kết thúc bài viết bằng những lời tự sự xúc động của Tổng Bí thư lúc sinh thời. Mỗi khi muốn nói thay lời tâm sự lòng mình, ông thường nhắc lại một vài câu trong tác phẩm nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Liên Xô Nikolai Ostrovsky. Đó cũng là lý tưởng mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã theo đuổi chọn cuộc đời. Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiệt, đớn hèn bị mọi người khinh bỉ để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta tất cả sức ta ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng con người mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Tại thủ đô Bắc Kinh, chiều tối qua, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, viếng chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghi dòng chữ trong sổ tang. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Cùng dự có đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Đồng chí Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Marxist kiên định, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam dẫn dắt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam thúc đẩy và giành được những thành quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhận được sự ủng hộ và yêu mến của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam. Đồng chí Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên định ủng hộ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết lãnh đạo nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường phát triển của mình. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc trước sau như một ủng hộ và tin tưởng sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ giành được những thành tiệu to lớn hơn nữa, sẵn sàng cùng Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian sớm nhất đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình đối với quan hệ hai Đảng hai nước Việt Nam Trung Quốc, cũng như tình cảm đặc biệt của đồng chí Tập Cận Bình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng ngày, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Vương Hộ Ninh và các đồng chí ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy đã gửi vòng hoa. Ban chấp hành Trung ương, Quốc vụ viện, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc một số cơ quan đoàn thể trung ương và thành phố Bắc Kinh cũng gửi vòng hoa đến tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin, nhận được tin Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adli đã gửi điện chia buồn. Trong điện chia buồn, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adli bày tỏ nỗi buồn đau và niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ai Cập, Tổng bí thư Salah Adli gửi lời chia buồn chân thành đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và gia đình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Salah Adli khẳng định, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp của Đảng, sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là nhà đấu tranh vĩ đại vì hòa bình, chống chủ nghĩa đế quốc và thực dân kế thừa và phát huy tinh hoa tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã triển khai và vận dụng một cách đầy sáng tạo nghệ thuật ngoại giao cây tre mang đậm tinh thần, cốt cách và bản lĩnh người Việt Nam. Tổng bí thư Salah Adli bày tỏ mong muốn tiếp tục thắt chặt quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng Cộng sản, góp phần cải thiện và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ai Cập vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Thưa quý vị và các bạn, sẽ không thể kể hết những tình cảm mà người dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo được nhân dân yêu mến. Đối với bạn bè quốc tế, đặc biệt là những người từng có may mắn được gặp, tiếp xúc đều nhớ về những khoảnh khắc quý giá với Tổng Bí thư, một nhân cách lớn nhưng rất đối bình dị và khiêm nhường. Tổng hợp của biên tu Hoài và các phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại nước ngoài. Ông rất khiêm tốn, đặc biệt là rất thân thiện. Ông luôn kiên nhẫn và chăm chú lắng nghe những gì tôi đã trình bày. Khi đi cùng ông, tôi có một tình cảm và ấn tượng đặc biệt như một người cha, người chú của mình vậy. Cựu đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi không khỏi xúc động khi nhắc lại kỷ niệm về chuyến thăm đầu tiên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Indonesia hồi tháng 8 năm 2017. Chuyến thăm là một dấu mốc quan trọng góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực về mọi mặt trong mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indonesia. Khi đó, ông Ibnu Hadi được giao nhiệm vụ phối hợp và sắp xếp nhằm đảm bảo chuyến thăm diễn ra suôn sẻ và thành công, ông chia sẻ. Tôi có dịp đi cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hầu hết thời gian chuyến thăm đến Indonesia. Tôi cũng đã được gặp ông trước chuyến thăm, thực sự rất ấn tượng với nhà lãnh đạo Việt Nam. Khi chuyến thăm diễn ra, hai bên đặt mục tiêu khối lượng thương mại song phương là 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, mục tiêu thương mại hai nước đặt ra hiện nay là 15 tỷ đô la Mỹ cũng đang sắp hoàn thành. Đã có nhiều thay đổi tích cực từ thời điểm chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với mối quan hệ song phương giữa hai nước. Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam Samdech Men -Saman cũng dành tình cảm đặc biệt khi nhắc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từng nhiều lần đến thăm Việt Nam và gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bà Samdech Mensaman cho biết, bà không khỏi ấn tượng trước một nhà lãnh đạo ưu tú có tầm nhìn xa trông rộng. Theo bà, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, uy tín và vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Tôi rất vinh dự khi được biết và gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khi đi thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng như khi Tổng Bí thư thăm Campuchia. Trong mắt tôi, ông luôn là người gần gũi và thân thiện. Còn đối với chủ tịch đoàn chủ tịch ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản kazuo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là người bạn có thể nói chuyện với nhau cởi mở, chân thành về bất cứ đề tài lĩnh vực nào. Ông nhớ mãi chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 1994 và bài hồi ký của Tổng Bí thư trên báo Nhân dân với tiêu đề Hoa anh đào và tấm lòng người cộng sản. Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết về tình đoàn kết tình cảm bạn bè sâu sắc mà ông cảm thấy với những người đảng viên Đảng Cộng sản Nhật Bản kiên cường đấu tranh trong điều kiện nước tư bản phát triển. Theo ông Shikazo, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai trò to lớn trong việc thực hiện chính sách đối ngoại đúng đắn của Việt Nam, phù hợp với hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có việc giữ vững lập trường độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, góp phần cho hòa bình thế giới và khu vực. Không giống như ông Shikazo, Nhà nghiên cứu lịch sử Nhật Bản Ueno Tomio và cũng là người có hơn 30 năm gắn bó với Việt Nam chưa có cơ hội gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông luôn dành sự kính trọng đặc biệt đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo tài ba. Tôi thực sự rất kính trọng ngài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo tài ba, đã góp phần đưa Việt Nam vượt qua nhiều thách thức. Việt Nam không chỉ là một quốc gia coi trọng quản trị mà cả các cá nhân và toàn xã hội luôn đề cao tính kỷ luật. Tôi tin rằng Tổng bí thư Phú Trọng đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc trở thành một quốc gia đặt tự trọng lên trên hết. Tôi thực sự đánh giá cao điều đó. Một nhà chính trị kiệt xuất, một phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân, vun đắp cho hòa bình khu vực và thế giới. Đó là cảm nhận chung của bạn bè quốc tế đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo Tổng bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka Weerasinghe, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cách mạng truyền cảm hứng, người đã phát huy tinh thần cách mạng Việt Nam và góp phần định hướng phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hiện đại. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với tin báo khẩn cấp, cơn bão số 2. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc, 108,9 độ kinh đông trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển là khu vực từ 16 độ vĩ bắc đến 21 độ vĩ bắc, 107 độ kinh đông đến 112 độ kinh đông khu vực chịu ảnh hưởng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Đông khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Dự báo, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Đông khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Đông khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, biển động mạnh. Từ sáng ngày 22 tháng 7, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh dẫn lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 23 tháng 7, vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía đông khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét, từ sáng ngày 22 tháng 7, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, độ cao sóng tăng dần lên từ 2 đến 4 mét, ven biển Quảng Ninh sóng biển cao từ 1 mét rưỡi đến 2 mét rưỡi cảnh báo từ đêm ngày 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực ven biển Bắc Bộ và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ là từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Để chủ động ứng phó với bão số 2 và mưa lũ, hôm nay Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký công điện số 70 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các tỉnh thành phố ven biển, các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Công thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch tập trung ứng phó với bão số 2 và mưa lũ, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ ngập lụt để chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong đó tiếp tục hướng dẫn các tàu thuyền phương tiện bao gồm cả tàu du lịch còn hoạt động trên biển ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn ra soát chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra lại sạt lở đất, lũ quét. Bố trí lực lượng canh khác kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ, bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm sung yếu để sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập đê điều, hạn chế thiệt hại đối với nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng. Kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích. Huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ dự báo thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao, phối hợp với địa phương, chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện, bảo đảm vận hành khoa học an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động thủy sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, an toàn hệ thống điện. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan và lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các địa phương chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán, di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho phương tiện vận tải trên biển, ven biển, chỉ đạo phối hợp hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính. Các bộ ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ theo quy định. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến và dự báo thiên tai. Chỉ đạo của cơ quan chức năng hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó để giảm thiệt hại do thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo đôn đốc triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai theo nhiệm vụ được phân công, kịp thời báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Tại huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, trận mưa lớn đêm qua đã làm cho 5 ngôi nhà bị ảnh hưởng và nhiều điểm sạt lở gây ách tắc trên quốc lộ 32 đoạn qua địa phận xã Khao Phạ. Chính quyền địa phương đã tập trung lực lượng tích cực khắc phục hậu quả thiên tai. Tin của phóng viên Đinh Tuấn. Trên quốc lộ 32 có tới 15 điểm sạt lở, trong đó có 6 điểm sạt lở khu vực đèo khao phạ. Đất đá đổ xuống rất lớn đã gây tắt đường, phương tiện không thể di chuyển. Các cơ quan chức năng của huyện Mù Căng Trải đã phối hợp với công ty quản lý đường bộ 1 Yên Bái, huy động máy móc nhân lực nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục. Đến giữa trưa nay, về cơ bản, các phương tiện đã lưu thông trở lại. Ông Vàng A Cháy, bí thư đảng ủy xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Trải cho biết, bản ta sung của xã có 4 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, đất đá từ các điểm sạt lở trên núi, tràn vào nhà các hộ này. Người dân trong bản đã giúp các gia đình di chuyển người và đồ đạc đến nơi an toàn. Sạt lở đất đá cũng làm chết 4 con trâu bò của một hộ dân trong xã. Bên cạnh đó có gần 5 hecta lúa và hoa màu của người dân trên địa bàn xã bị nước và đất đá tràn vào, gây hư hỏng ủy đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai của xã và ban chỉ huy quân sự xã huy động lực lượng để tham gia giúp cho các hộ bị thiên tai ở trên địa bàn tính đến điểm hiện tại thì công tác khắc phục cũng đang được các ủy chính quyền triển khai khẩn trương để đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị thiệt hại trên địa bàn xã còn theo phản ánh của phóng viên công luận, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Bắc Cạn yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn về phòng chống thiên tai trên địa bàn, đặc biệt là trong quản lý công trình xây dựng. Tỉnh Bắc Cạn đã yêu cầu các địa phương theo dõi sát, sẵn sàng có phương án ứng phó khi tình huống xảy ra, đặc biệt tại các khu vực đã cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét. Địa phương này cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 1. Ông Đới Văn Thiểu, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Cạn tránh văn phòng ban chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Cạn cho biết chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Cạn thì thường xuyên gửi các cái bản tin dự báo thời tiết khi có tình huống xảy ra thì, thì chúng tôi sẽ báo cáo dày hơn các cái bản tin thành lập các nhóm zalo để gửi trực tiếp đến các cơ quan ở cấp địa phương chúng tôi cũng đề nghị các địa phương thường xuyên về rà soát các cái điểm nguy cơ sạt lở cao không chủ quan bởi vì có những cái điểm chúng ta có thể là nhận thường mà bắt thường thì nó không có dấu hiệu cao tuy nhiên rằng là những cái vị trí đó lại có yếu tố về địa chất do đó là cần phải xem xét đánh giá về cái địa chất nguồn nước có thể cái nguy cơ sạt lở nó càng cao hơn và càng nghiêm trọng hơn trước tình trạng sạt lở liên tiếp xảy ra tại các công trình xây dựng hạ tầng thiết yếu và nhà ở của người dân ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn yêu cầu các đơn vị địa phương tuân thủ nghiêm các quy định về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành về đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giả soát, cập nhật các điểm có nguy cơ sạt lở cao để chủ động di rời các hộ dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ tình huống thiên tai nguy hiểm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, không cấp phép xây dựng nhà ở tại các vùng có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét và ngập lụt. Còn tại khu vực Tây Nguyên, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng vừa có công điện hỏa tốc về việc chủ động phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân sau hai vụ sạt lở liên tiếp cùng một vị trí làm ba người thương vong tại xã Đà Càng, huyện Đam Rông. Phóng viên Quang Sáng đưa tin. Vị trí sạt lở đất xảy ra cùng khu vực với điểm sạt lở 6 ngày trước khiến một cô giáo tử vong. Khu vực này đã được chính quyền xã Đà Cờ Nàng, huyện Đam Rông khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và vận động người dân di dời đến nơi ở khác. Theo bà Đỗ Thị Soi, nhà ở đối diện khu vực sạc lở đất bên kia quốc lộ 27, gia đình nạn nhân rất chủ quan khi vẫn tập trung nhiều người, mặc dù đã được cảnh báo và có lệnh di dời. Bên chính quyền cũng đến khuyên buổi sáng rồi, nhưng mà gia đình nhà họ cứ cả nhà cứ bư cứ nụn quẩn ở trong đấy đông lắm, con cháu gì là ở trong đấy hết. Trong tôi bảo thôi chuyển đi bác ơi, bác đừng đừng ở đây nữa, nhưng mà bảo ra ngoài đi rồi. Vậy bọn tôi ra đây được nửa tiếng sau là đánh cái ập cái xuống nó nổ như là mìn đấy. Còn rồi nó bảo mẹ chạy đi mẹ đấy Là cái lúc đấy là bốn người đang đứng chỗ này thì Nó áp nó chạy xuống bên vườn nhà tôi lượt qua đường nổ này là một mép đất ấy. Hậu quả vụ sạt lở đất khiến căn nhà bị đổ sập hoàn toàn Hai người không kịp thoát thân là ông Nguyễn Quang Duyệt 36 tuổi Ở thôn trung tâm xã Đà Cờ Nàng Con ruột của chủ nhà bị tử vong tại chỗ Người còn lại là ông Nguyễn Văn Đồng, 42 tuổi, ở thôn Đồng Tâm, xã Phi Liên, huyện Đam Rông con rể chủ nhà bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng huyện Đam Rông đã nhanh chóng triển khai cứu hộ cứu nạn, sang gạt đất nối thông quốc lộ 27. Trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sạt lở đất, ông Trương Hữu Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông cho biết, người dân quá chủ quan dẫn đến xảy ra hậu quả thương tâm. Huyện đang tiếp tục tập trung lực lượng, máy móc khẩn trương đưa một lượng lớn đất ra khỏi khu vực đảm bảo an toàn giao thông đi lại. Cái sự việc đáng tiếc này xảy ra cũng do là gia đình chủ quan. Chúng tôi đã chỉ đạo rất kỳ và bị thứ chủ tịch đã sự đã tới tận nhà vận động đã lập biên bản gia đình di rời, di rời ra rồi nhưng mà chiều hôm qua quay lại nhà không biết lấy gì ngay lúc đó hàng xóm chung kết là nói là nhân trọng rơi khỏi nhà đất thấp thật lợ nhưng mà hai sinh niên này là chủ quan định đến xảy ra sẽ đáng tiếc như vậy hiện tình trạng sạt lở đất tại đây có dấu hiệu lan rộng núi đất khổng lồ trên ven hàng chục mét trên cao có thể đổ sập bất kể lúc nào ủy ban nhân dân huyện đam rong đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nghiêm cấm mọi hoạt động trong khu vực nguy hiểm Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương đến thăm tặng quà các thương binh bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An nhân dịp 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tin của phóng viên Văn Hiếu. Đồng chí Phan Đình Trạc trao 57 phần quà trị giá hơn 150 triệu đồng. Tập đoàn TH Trung Biêu tài trợ trọn đời mỗi ngày một hộp sữa cho tất cả thương bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ tại trung tâm. Tri ân những cống hiến hy sinh của các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo chu đáo, coi trọng các thương bệnh binh và gia đình chính sách. Đồng chí Phan Đình Trạc mong rằng các thương bệnh binh vượt qua những nỗi đau mất mát và những khó khăn vất vả do di chứng của chiến tranh để lại để sống tốt, sống khỏe, phát huy tốt truyền thống của cha anh trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm gương cho con cháu noi theo. Cũng hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến đặt vòng hoa dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Thái Bình đưa tin. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và dân hương tại khu mộ gió 64 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. Tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã ghi vào sổ lưu niệm với dòng chữ Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. 64 người con ưu tú của dân tộc đã kiên cường bất khuất, chiến đấu dũng cảm với vòng tròn gạc ma đã trở thành biểu tượng anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đến thăm các gia đình người có công tại thành phố Nha Trang, huyện Cam Lâm. Phóng viên Minh Hường đưa tin Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán Quốc tế năm nay. Theo đó, kỳ thi năm nay, Việt Nam có 6 học sinh tham dự và cả 6 em đều đoạt huy chương và bằng khen, gồm 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, 1 bằng khen. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 33 trong số các quốc gia vùng lãnh thổ tham dự. Từ năm học 2024-2025 trở đi, học sinh ở xã Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn đang theo học tại các trường trung học phổ thông ở tỉnh Bình Định sẽ được hỗ trợ học phí, tiền thuê nhà trọ, tiền đò. Đây là chính sách hỗ trợ học sinh ở xã đảo Nhân Châu nhằm giảm bớt khó khăn tiếp tục học tập. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung. Dự kiến năm học 2024-2025, xã Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn có 22 học sinh lớp 9 theo học lớp 10 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại kỳ họp giữa năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh này thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ cho học sinh xã Nhân Châu đang học tập tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Nhân, tỉnh Bình Định. Theo nghị quyết này, từ năm học 2024-2025 trở đi, học sinh thường trú tại xã Nhân Châu đang theo học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định được hỗ trợ 100% mức thu học phí do Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định quy định. Mỗi học sinh được hỗ trợ tiền ăn 540.000 đồng trên tháng, hỗ trợ tiền thuê nhà trọ 180.000 đồng trên tháng, hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng trên tháng và hỗ trợ tiền đi đò 200.000 đồng trên tháng. Học sinh được hưởng chế độ chính sách hàng tháng theo thời gian học tập thực tế 9 tháng trên năm học. Nếu học sinh bỏ học thì không tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ này kể từ thời điểm học sinh bỏ học theo xác nhận của trường học, nơi học sinh theo học. Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết. Nghị quyết thể hiện sự quan tâm chăm lo đến việc học tập của học sinh trẻ Nhân Châu đang học tập tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Kịp thời động viên học sinh xã Nhân Châu đang học tập tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh khắc phục tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã đảo. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 đánh dấu tròn 70 năm Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết. Qua thời gian gần 3 phần tư thế kỷ, Hiệp định Geneva đã làm sáng rõ thêm giá trị vì hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của Tổ quốc. Thắng lợi trong việc ký kết hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam là thắng lợi về đường lối chính trị, đường lối quân sự và đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về ý nghĩa cũng như các bài học kinh nghiệm của nền ngoại giao Việt Nam. Sau đây là nội dung của phỏng vấn. Xin Bộ trưởng đánh giá về kết quả ý nghĩa của hội nghị Geneva năm 1954. Ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết sau 75 ngày đàm phán căng thẳng và phức tạp. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá, hội nghị Geneva đã kết thúc, ngoại giao ta đã thắng lợi to. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta, các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được khẳng định trong một điều ước quốc tế, được các nước tham gia hội nghị Geneva công nhận và tôn trọng. Đây là thành quả đấu tranh quật cường của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ chống chủ nghĩa thực dân mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, Lừng Lễ Nam Châu chấn động địa cầu. Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ thì hiệp định Geneva đã chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ kéo dài gần 100 năm ở nước ta, mở ra một chương mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam để đi tới thực hiện trọn vẹn mục tiêu là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Việc ký kết Hiệp định Geneva không chỉ là mốc son lịch sử của dân tộc ta mà còn mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Bởi đây là thắng lợi chung của ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Hiệp định này cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã cổ vũ mạnh mẽ cho các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đầu cho thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới đối với nền ngoại giao của nước ta thì hiệp định Geneva là điều ước quốc tế đa phương đầu tiên Việt Nam tham gia đàm phán, ký kết và thực thi. Nó không chỉ khẳng định cái vị thế quốc gia độc lập và có chủ quyền của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, để lại nhiều bài học quý báu và tôi luyện nên các nhà ngoại giao ưu tú trong thời đại của Hồ Chí Minh. Xin Bộ trưởng cho biết việc ký kết Hiệp định Geneva đã để lại những bài học kinh nghiệm nào cho nền ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là khi chúng ta đang nỗ lực xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam hiện nay. Có thể nói thì quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva là một cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam, đã được đảng ta kế thừa, vận dụng, sáng tạo và phát triển trong đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris Năm 1973 sau này cũng như trong triển khai công tác nước ngoại hiện nay Ở Bên cạnh những bài học về nguyên tắc như bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất tuyệt đối của đảng Kiên định độc lập, tự chủ trên cơ sở lợi ích quốc gia dân tộc thì Hiệp định Geneva cũng để lại nhiều bài học còn nguyên giá trị Về phương pháp nghệ thuật ngoại giao mang đậm bản sắc ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh Đó là bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Đoàn kết dân tộc gắn kết với đoàn kết quốc tế để tạo nên một sức mạnh vô địch trong quá trình đàm phán Hiệp định Geneva. Chúng ta đã không ngừng mở rộng đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Đó là bài học về kiên định mục tiêu, nguyên tắc, song linh hoạt biến hóa về sách lược theo phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến trong suốt quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva. Chúng ta cũng luôn kiên trì nguyên tắc hòa bình, độc lập dân tộc, và toàn vẹn lãnh thổ, song cơ động, linh hoạt, có sách lược phù hợp với tương quan lực lượng, với bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực để giành cái mục tiêu chiến lược cuối cùng. Đó là bài học về luôn luôn coi trọng công tác nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình. Phải biết mình, biết người, biết thời, biết thế, để từ đó biết tiến, biết thoái, biết cương, biết nhu. Đây là bài học sâu sắc của nguyên giá trị trong bối cảnh thế giới hiện nay đang biến động rất phức tạp và khó lường. Đó là bài học về sử dụng đối thoại và đàm phán hòa bình để giải quyết bất đồng xung đột trong quan hệ quốc tế. Đây là bài học mang tính thời đại, nhất là khi nhiều xung đột phức tạp đang diễn ra trên thế giới như hiện nay. Bộ trưởng đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè tiến bộ thế giới dành cho nhân dân Việt Nam trong quá trình tham gia đàm phán và ký kết hiệp định Geneva? Ở cuộc đấu tranh chính nghĩa vì hòa bình độc lập dân tộc thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta phù hợp với xu thế của thời đại và nguyện vọng chung của nhân dân tiến bộ trên thế giới do đó trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước nói chung và trong đàm phán ký kết và thực thi hiệp định geneva nói riêng chúng ta luôn nhận được sự ủng hộ rất to lớn và quý báu cả về vật chất và tinh thần của bạn bè quốc tế trước hết là từ lào campuchia các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới trong công cuộc đổi mới thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của đảng chúng ta tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác quý báu của cộng đồng quốc tế trên cơ sở bình đẳng hợp tác cùng có lợi đảng nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng và mãi ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế đồng thời cũng trong khả năng của mình thì luôn ủng hộ đóng góp tích cực có trách nhiệm và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ trên thế giới. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giao Bùi Thanh Sơn về ý nghĩa cũng như bảo kinh nghiệm của Hiệp định Geneva năm 1954. Tiếp theo sẽ là một số tin quốc tế đáng chú ý. Quân đội Israel đã lần đầu tiên tiến hành không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng Houthi bên trong lãnh thổ Yemen, đồng thái đánh dấu bước leo thang nguy hiểm mới tại trào lửa Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan tránh các cuộc tấn công có thể gây hại cho dân thường cũng như làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út Al-Maki khẳng định nước này không liên quan hoặc tham gia vào vụ tấn công của Israel nhằm vào khu vực cảng Hodeida ở Yemen. Ông đồng thời nhấn mạnh Ả Rập Xê Út sẽ không cho phép bất kỳ bên nào xâm phạm không phận của mình. Về phía Iran, nước này cũng kịch liệt lên án các cuộc không kích của Israel và Yemen. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Theo lực lượng Houthi, cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ sở lưu trữ dầu ở thành phố cảng Hodeida của Yemen đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 87 người khác, trong đó có nhiều dân thường bị thương. Lực lượng này cảnh báo sẽ không ngần ngại tấn công các mục tiêu quan trọng ở Israel cũng trong sáng nay quân đội israel cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn được một tên lửa đất đối đất được phóng từ lãnh thổ yemen xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình sau vụ không kích thủ tướng israel benjamin netanyahu cho biết cuộc không kích là phản ứng trực tiếp trước vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của houthi và tenevit khiến một dân thường thiệt mạng ông đồng thời tuyên bố israel sẽ tự vệ bằng mọi cách ngay từ đầu cuộc chiến tôi đã nói rõ rằng israel sẽ đáp trả bất kỳ hành vi nào gây hại cho chúng tôi và vì vậy vào đầu ngày hôm nay tôi đã triệu tập nội các chính trị an ninh tôi yêu cầu họ ủng hộ quyết định mà tôi đưa ra là tấn công các mục tiêu của houthi ở yemen cảng mà chúng tôi tấn công không phải là một cảng vô hại nó được sử dụng cho mục đích quân sự và tiếp nhận các loại vũ khí để tấn công Israel, tấn công các quốc gia trong khu vực. Tấn công tuyến đường vận chuyển quốc tế, một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất trên thế giới. Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden chưa có phản ứng về vụ tấn công. Chính quyền Bangladesh hôm nay đã ra hạn lệnh giới nghiêm để kiểm soát tàn sóng biểu tình đã khiến hơn 130 người thiệt mạng. Chính quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina trong tuần này đã ra lệnh cho các trường học đóng cửa vô thời hạn khi mà cảnh sát tăng cường nỗ lực kiểm soát tình hình trật tự và an ninh đang xấu đi. Trước tình hình bất ổn leo thang thì người dân Bangladesh đang không khỏi lo lắng, nhiều người thậm chí còn tìm cách vượt biên sang Ấn Độ. <laughs> hiện tại bangladesh đang gặp rất nhiều vấn đề chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa tình hình ở bangladesh đang trở nên tồi tệ hơn thật kinh hoàng nhà tù nhà máy và xe cộ bị đốt cháy đường xá cũng bị phá hủy xe buýt nhiều phương tiện khác cùng nhà cửa bị đốt phá bởi làn sóng biểu tình không còn gì sót so lại cả trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nâng mức cảnh báo đi lại tới Bangladesh lên cấp độ 4, kêu gọi người dân không đến quốc gia Nam Á này do tình trạng bất ổn dân sự trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra. Bộ Ngoại giao cho phép các nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc diện khẩn cấp cùng gia đình có thể rời Bangladesh. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa cựu Tổng thống Donald Trump đã tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên kể từ sau vụ ám sát hụt ngày 13 tháng 7 vừa qua cảnh sát hiện diện dày đặc tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở thành phố Grand Rapids, bang Michigan. Nhân viên an ninh được triển khai ở mọi góc phố và nhiều dãy nhà. Sĩ quan mật vụ được bố trí trên các vị trí cao nhất ở sân vận động Van Anden, giúp họ quan sát được toàn cảnh về đám đông bên trong. Phát biểu tại sự kiện, ông Donald Trump nhấn mạnh. Tôi xin bắt đầu buổi tối nay bằng lời cảm ơn đặc biệt tới người dân Mỹ trên toàn quốc bao gồm tất cả những người có mặt ở đây hôm nay vì tình yêu thương và sự ủng hộ to lớn của các bạn dành cho tôi sau sự kiện kinh hoàng xảy ra vào thứ bảy tuần trước. Từ số tuần qua, đồng yên Nhật Bản đã bất ngờ tăng giá mạnh từ hơn 160 yên lên 155 yên đổi 1 đô la Mỹ. Theo các chuyên gia thì hiện tượng này có nhiều nguyên nhân trong đó có cả phát ngôn của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Nhật Bản đưa tin theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế và giới phân tích chứng khoán, có 4 nguyên nhân dẫn tới việc tăng giá này, trong đó có phát ngôn của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Trump tỏ ra lo ngại với tình trạng giá trị của đồng đô la Mỹ ở mức cao, trong khi các ngoại tệ mạnh khác như yên Nhật và nhân dân tệ Trung Quốc duy trì mức thấp kỷ lục. Ông Trump nhận định thực tế hiện nay không phản ánh đúng giá trị của các đồng tiền và Mỹ đang ở trong một tình trạng hết sức bất lợi. Liên quan đến phát ngôn này, ông suzuki hitoshi chuyên gia chiến lược ngoại hối của ngân hàng mitsui sumitomo phân tích giới đầu tư trên thị trường đều nhận định cơ hội thắng cử của ông trump trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ tới đây là rất cao nên mọi phát ngôn của ông đều gây chú ý từ trước tới nay ông trump đều tỏ ra lo ngại trước hiện tượng giá trị đồng đô la mỹ cao nhưng chưa bao giờ đề cập trực tiếp đồng yên và đồng nhân dân tệ điều này khiến các nhà đầu tư quan tâm các chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ vận tải và doanh nghiệp đang gấp rút khôi phục hoạt động sau sự cố gián đoạn máy tính toàn cầu hôm 19 tháng 7. Sự cố đã gây tê liệt hoạt động của nhiều ngành công nghiệp, làm đóng các cửa dịch vụ công cộng, buộc nhiều hãng hàng không phải tạm dừng các chuyến bay và một số đài truyền hình ngừng phát sóng. Biên tập viên Đài Truyền Hình Việt Nam tổng hợp thông tin. Theo ước tính đầu tiên của Microsoft, 8,5 triệu thiết bị chạy hệ điều hành Windows đã bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật an ninh mạng bị lỗi hôm 19 tháng 7, dẫn đến tình trạng gián đoạn trên toàn thế giới. Giới chuyên gia nhận định. Đây không phải là sự cố bảo mật hay tấn công mạng, mà có thể là do lỗi trong một bản cập nhật cho các máy chủ Windows. Ông Stefano Zanero, nhà phân tích nghiên cứu an ninh mạng tại Đại học Bách khoa Milan, Italia đánh giá. Sự cố ngừng hoạt động này xảy ra do bản cập nhật cho phần mềm vừa được phát hành. Sự cố không phải là lỗi trực tiếp của Microsoft, mà là vì sự cố với phần mềm này ảnh hưởng đến máy tính Windows, khiến máy tính Windows gặp sự cố với màn hình xanh truyền thống. Vì phần mềm này được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau trên toàn cầu, nên sự cố hoạt động mà chúng ta thấy lan rộng cả về mặt địa lý và giữa nhiều ngành khác nhau. Du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hành khách ở các sân bay không thể làm thủ tục như ký gửi hành lý hay quẹt thẻ lên máy bay tự động. Thậm chí nhiều chuyến bay đã phải hủy bỏ hoặc hoãn do các vấn đề kỹ thuật. Ba hãng hàng không lớn của Mỹ là Delta Airlines, United Airlines và American Airlines thông báo đã có thể khôi phục hoạt động một cách an toàn. Một số chuyến bay đang được nối lại và lệnh cấm bay đã được dỡ bỏ sau sự cố kỹ thuật. Trong khi đó, cơ quan an ninh mạng của chính phủ Đức cho biết nhiều công ty vẫn đang phải vật lộn với hậu quả của sự cố nghiêm trọng này. Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, dù thi đấu đầy cố gắng nhưng với việc phải đối diện với một đối thủ quá mạnh cùng những sai lầm không đáng có ở hàng phòng ngự, đội tuyển U19 Việt Nam phải nhận thất bại 2-6 trước U19 Australia tại lượt trận thứ hai bảng B giải U19 vô địch Đông Nam Á. Với kết quả này, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh là rất mong manh khi mới chỉ có được một điểm sau hai lượt trận. Sự kiện thể thao lớn nhất mùa hè này, Olympic 2024 sẽ khai mạc vào ngày 26 tháng 7. Paris là thành phố đăng cai sự kiện này. Việt Nam tranh tài ở 10 môn với 16 vận động viên. Đầu tiên là môn bắn súng. Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong sẽ tranh tài vào ngày 25 tháng 7. Đó cũng là lý do Đỗ Thị Ánh Nguyệt trao lại vinh dự cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam cho vận động viên Nguyễn Thị Thật vì thời điểm cô thi đấu quá sát lễ khai mạc theo kế hoạch ban đầu hai vận động viên cầm cờ cho đoàn thể thao việt nam trong lễ khai mạc là lê đức phát môn cầu lông và đỗ thị anh nguyệt môn bắn cung đỗ thị ánh nguyệt chia sẻ trong khoảng thời gian 4 năm thì có những cái khoảng thời gian là em thi đấu với thành tích không được tốt và gặp được gặp nhiều trở ngại về vấn đề tâm lý ấy. Nên là em cũng đang cố gắng khắc phục làm sao tốt để thi đấu tốt nhất và cũng đúc kết được nhiều kinh nghiệm hơn. Em bây giờ với tâm thế là tự tin và có một tinh thần tốt nhất để làm sao thi đấu được có cái được kết quả cao hơn. Đây là kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của Lê Đức Phát và Nguyễn Thị Thật. Cả hai đều đang được kỳ vọng sẽ có những thành tích vượt qua chính mình ở Thế vận hội mùa hè lần này. Vận động viên cầu lông Lê Đức Phát nói. Nhận được cái thông tin là mình được cầm cờ ở, ở kỳ Olympic đầu tiên của mình thì em thấy rất là tự hào và hãnh diện. em em nghĩ đó cũng là một cái cái nhìn nhận xứng đáng về cái nỗ lực của em và em em chắc chắn em sẽ cố gắng thi đấu và tập luyện hết sức mình ở kỳ Olympic này. Ngày 22 tháng 7, Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát sẽ thi đấu vòng bảng cá nhân. Tại môn judo, Hoàng Thị Tình thi đấu vòng loại hạng dưới 48 kg nữ, Phạm Thị Huệ thi đấu vòng loại môn rowing, Trịnh Thu Vinh thi đấu vòng loại 10 m súng ngắn hơi nữ, Võ Thị Kim Anh và Hà Thị Linh thi đấu vòng loại hạng 54 kg và 60 kg nữ môn boxing. Sau đó một ngày, Lê Thị Mộng Tuyền thi đấu vòng loại 10 m súng ngắn hơi nữ môn bắn súng, trong khi đó Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu vòng loại 200 m tự do nữ ở môn bơi. Ngày 29 tháng 7 tiếp tục là môn bơi khi Nguyễn Huy Hoàng thi vòng loại 800 m tự do nam. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam thi đấu trong ngày này. Ngày mùng 2 tháng 8, vận động viên Trần Thị Nhi Yến thi vòng loại 100m nữ ở môn điền kinh. Trong khi đó ngày mùng 4 tháng 8, Nguyễn Thị Thật tham gia nội dung đường trường cá nhân nữ môn xe đạp. Và đến ngày mùng 8 tháng 8, Trịnh Văn Vinh thi đấu hạng dưới 61 kg môn cử tạ, còn Nguyễn Thị Hương thi đấu vòng loại 200m thuyền nữ môn canoeing. Tại Olympic Tokyo cách đây 4 năm, thể thao Việt Nam với 18 vận động viên ưu tú góp mặt ở 11 môn thể thao đã không thể có huy chương nào. Ở kỳ thế vận hội lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu là có huy chương. Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trường đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Paris cho biết. Qua phân tích, qua đánh giá thì chúng tôi cũng đặt ra chỉ tiêu và báo cáo với lãnh đạo bộ là đoàn thể thao kỳ này đi là chúng ta sẽ có huy chương. Để còn theo quy định chung của nhà nước thì, thì huy chương vàng là 350 triệu, huy chương bạc là 240 triệu, huy chương đồng là 140 triệu. Thì ngoài các cái bức thưởng của liên đoàn đã đặt ra cũng như địa phương ngành thể thao cũng đã nỗ lực một tìm kiếm một tài trợ để cho một huy chương vàng của chúng ta là trị giá là một triệu đô còn huy chương bạc là 500.000 đô la và huy chương đồng là 200.000 đô la đây là mục tiêu rất khiêm tốn và thấp nhất trong các nền thể thao Đông Nam Á tham dự thế vận hội lần này dù vậy đây cũng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng các vận động viên đang rất quyết tâm sau những ngày chuẩn bị kỹ lưỡng và hai bộ môn bắn súng cử tạ được giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng hơn cả ông Đặng Hà Việt cho biết thêm một số bộ môn trọng điểm của chúng ta thì cũng đã được đưa đi tập huấn ở nước ngoài cũng như là cử tạ chúng ta tập huấn tại Trung Quốc các vận động viên bắn súng của chúng ta thi đấu giải tại hung và sau đó pháp pháp và bốc sinh của chúng ta cũng đã phối hợp chặt chẽ với liên đoàn của pháp Nên ngoài ra thì các vận động viên bơi lội của chúng ta thì vẫn đang được tập huấn tại hungary và tất cả các vận động viên cũng đang là chuẩn bị với một tinh thần nỗ lực cao nhất để cho kỳ olympic này Olympic Paris 2024 sẽ khai mạc ngày 26 tháng 7 và bế mạc vào ngày 11 tháng 8 năm 2024. Dù còn 6 ngày nữa Olympic Paris 2024 mới chính thức khai mạc, nhưng nhiều vận động viên đã sớm xuất hiện ở làng Olympic để tham gia các môn thi đấu sớm. Phát biểu trong lễ đón các vận động viên, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC, ông Thomas Bach nói, We can see here... Cuối cùng chúng ta đã ở đây, đó là một hành trình dài trong 7 năm qua, nhưng cũng là một hành trình vô cùng bổ ích chúng ta có một làng Olympic tuyệt vời và tất cả các yếu tố trong một thế vận hội Olympic tuyệt vời đều có ở đây. Các địa điểm ăn ở sinh hoạt của vận động viên đạt tiêu chuẩn cao nhất. Bạn sẽ cảm nhận được sự nhiệt tình ở nơi này. Dự kiến sẽ có khoảng 10.500 vận động viên từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện tại đây. Trong đó hai môn bóng đá và Rubik sẽ đón chào những cư dân đầu tiên của làng Olympic ngày 24 tháng 7. Vòng bảng bóng đá nam sẽ khai mạc bằng hai trận Argentina gặp Morocco và Uzbekistan gặp Tây Ban Nha. Ban tổ chức cho biết sau Thế vận hội, phần lớn các căn hộ được xây dựng cho Thế vận hội sẽ được dành cho dự án nhà ở không cộng. Dự báo thời tiết Bắc bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, từ ngày mai có mưa bão. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, riêng vùng biển phía đông khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngày mai, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng vùng biển phía Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực biển Đông, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5 những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường lan anh và nguyễn hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên minh nguyệt và kỹ thuật viên hà hùng chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe